Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón xem bản tin tối của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Quốc Oai. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình công tác tuần 40 của Ủy ban nhân dân huyện, chiều ngày 2 tháng 10, Ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai tổ chức hội nghị trao quyết định trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện cho đồng chí Nguyễn Đức Lực. Đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì hội nghị. Theo quyết định số 4486 của Ủy ban nhân dân huyện, đồng chí Nguyễn Đức Lực, huyện ủy viên, đội trưởng đội quản lý trật tự xây dựng đô thị huyện được điều động đến nhận công tác tại phòng Tài nguyên và Môi trường huyện dưới chức vụ trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện. Trao quyết định tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Đức Lực, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nguyễn Trường Sơn khẳng định, phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan có vị trí quan trọng liên quan đến lĩnh vực đất đai nên được nhân dân hết sức quan tâm, khối lượng công việc rất nhiều. Do vậy, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện mong muốn và tin tưởng với năng lực chuyên môn, kinh nghiệm công tác của cá nhân cùng với sự giúp đỡ của tập thể chi bộ, lãnh đạo, chuyên viên phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, trên cương vị công tác mới, đồng chí Lực sẽ phát huy trí tuệ, năng lực cùng tập thể hai đơn vị tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố, lãnh đạo quản lý nhà nước liên quan đến lĩnh vực tài nguyên môi trường, thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực của ngành, hoàn thành mọi chỉ tiêu và nhiệm vụ được giao. Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Nguyễn Đức Lực trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện và hứa sẽ không ngừng trau dồi kiến thức, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, đoàn kết cùng tập thể cán bộ, công chức, viên chức Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mới đây, Ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai tổ chức hội nghị công bố quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 một số tuyến giao thông quan trọng khớp nối với các huyện và đại lộ Thăng Long, khu đô thị vệ tinh Hòa Lạc, tạo thành hạ tầng khung khép kín phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội trong tương lai. Tại hội nghị, Ủy ban nhân dân huyện đã bàn giao hồ sơ, bản vẽ ranh giới, phạm vi xây dựng, cải tạo mặt đê tả tích, kết hợp làm đường giao thông đoạn giáp huyện Thạch Thất đi DH02 có chiều dài 3.780 m. Hạn chế tuyến đường cấp 4 đồng bằng, quy mô mặt cắt ngang 9 m, gồm lòng đường xe chạy 7 m, hai bên lề 2 m. Đoạn từ DH02 đến giáp huyện Chương Mỹ có tổng chiều dài 7.500 m, trong đó đoạn trùng với tỉnh lộ 423 rộng 21 m, lòng đường 14 m, lề và lề gia cố mỗi bên rộng 3,5 m. Khi hoàn thành sẽ khớp nối giao thông giữa ba huyện Thạch Thất, Quốc Oai và Chương Mỹ, đồng thời giúp các xã Ngọc Liệp, Liệp Tuyết, Tuyết Nghĩa và Cần Hữu thuận lợi trong phát triển kinh tế xã hội, giảm áp lực giao thông trên địa bàn. Ngoài ra, khi đưa vào sử dụng, tuyến đường còn góp phần đảm bảo an toàn đê điều, phòng chống lụt bão trên địa bàn huyện Quốc Oai nói riêng và khu vực Hà Nội nói chung. Bàn giao hồ sơ bản vẽ ranh giới, phạm vi xây dựng nền đường, đoạn tuyến từ Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam đến đường DH01 thuộc dự án xây dựng điều chỉnh tuyến đường trục phía Tây Nam kết nối với huyện Hoài Đức và khu đô thị vệ tinh Hòa Lạc, đoạn DH02 đi DH01. Tuyến đường thuộc các xã Ngọc Liệp, Liệp Tuyết, Tuyết Nghĩa, Nghĩa Hương và xã Cần Hữu. Tuyến đường có chiều dài 4.800 m, đường cấp 4 đồng bằng, mặt cắt ngang lòng đường xe chạy rộng 9 m. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng tuyến đường khoảng 122 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách huyện và thành phố hỗ trợ. Khi hoàn thành sẽ khớp nối trục đường chính từ đại lộ Thăng Long đi Quốc Oai, Hòa Thạch. Ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai cũng công bố điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 xây dựng trung tâm xã Phú Cát với quy mô diện tích đất nghiên cứu 150.000 m², quy mô dân số nghiên cứu 80 người. Dự án nhằm phù hợp với quy hoạch chung của xã và quy hoạch liên kết đáp ứng cơ sở vật chất cho cán bộ chiến sĩ ứng trực chiến đấu, góp phần đảm bảo an ninh trật tự xã hội. Hội nghị cũng diễn ra ký biên bản và bàn giao tiếp nhận hồ sơ chỉ giới đường đỏ của các dự án giữa đại diện các đơn vị với các xã có liên quan. Ngày 30 tháng 9, đoàn công tác Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện Quốc Oai do đồng chí Phạm Quang Tuấn, Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với xã Nghĩa Hương để nghe báo cáo kết quả tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao. Trước khi nghe lãnh đạo xã Nghĩa Hương báo cáo, đoàn công tác Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện đã trực tiếp đi kiểm tra thực tế một số công trình dự án trên địa bàn, bao gồm khu sản xuất rau an toàn tập trung, dự án kè ngòi Nghĩa Trang Liệt Sĩ và nhà văn hóa thôn Thế Trụ. Xã Nghĩa Hương đến nay đã có 14 trên 19 tiêu chí đạt và 5 trên 19 tiêu chí cơ bản đạt. Tổng điểm xã tự chấm đạt 95 trên 100 điểm. Các tiêu chí cơ bản đạt bao gồm văn hóa, hạ tầng thương mại nông thôn, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, môi trường, quốc phòng và an ninh.
Phát biểu kết luận buổi làm việc với xã Nghĩa Hương, đồng chí Phạm Quang Tuấn, Ủy viên Thường vụ Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện, yêu cầu các phòng ban ngành chức năng của huyện tiếp tục phối hợp chặt chẽ với xã Nghĩa Hương, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ chính từ nay đến cuối năm như triển khai lắp đặt hệ thống chiếu sáng tuyến đường rễ ngòi, khảo sát và tiến hành trồng cây xanh, cây bóng mát và hoa trên các tuyến đường liên thôn liên xã. Chỉ đạo với đơn vị chức năng thực hiện việc thanh thải hệ thống dây điện, dây cáp viễn thông, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng tại khuôn viên nghĩa trang liệt sĩ. Đối với Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Hương, cần tiếp tục rà soát đánh giá thực trạng về các tiêu chí cơ bản đạt để tập trung lãnh đạo chỉ đạo và tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân cùng chung tay góp sức thực hiện. Đặc biệt chỉ đạo các đoàn thể thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, chăm sóc các tuyến đường hoa và tổ chức làm đẹp cảnh quan khuôn viên khu vực nghĩa trang liệt sĩ của địa phương. Vận động xã hội hóa trong nhân dân xây dựng các cụm tranh bích họa để tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới nâng cao. Chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện để hoàn thiện các thủ tục hồ sơ. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua tại Đền Bà Kiệu và xung quanh Hồ Hoàn Kiếm, Báo Hà Nội Mới và Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức thành công chung kết giải chạy Báo Hà Nội Mới mở rộng lần thứ 48 vì Hòa Bình năm 2023. Đoàn vận động viên của huyện Quốc Oai có 14 vận động viên tham gia ở các nội dung chạy 1.750m nam, nữ, trung học cơ sở, trung học phổ thông khối quận, huyện, thị xã, chạy 3.500m nữ lao động sản xuất và vũ trang và chạy 5.250m nam lao động sản xuất và vũ trang. Chung kết giải chạy Báo Hà Nội Mới mở rộng lần thứ 48 vì Hòa Bình năm 2023 là một trong các hoạt động thể thao trọng điểm của thành phố Hà Nội chào mừng kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng thủ đô, 24 năm Hà Nội được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO công nhận là thành phố vì hòa bình. Chung kết giải chạy có sự góp mặt của 1.500 vận động viên, cán bộ thuộc các khối quận, huyện, thị xã, trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề của Hà Nội và các tỉnh, thành phố. Trong đó, có 250 người nước ngoài là cán bộ nhân viên của 11 đại sứ quán tổ chức quốc tế đang học tập và làm việc trên địa bàn Hà Nội, thi đấu nội dung dành cho người nước ngoài, tham gia chạy và ký cờ hòa bình. Đoàn vận động viên của huyện Quốc Oai có 14 vận động viên tham gia ở các nội dung chạy 1.750m nam nữ trung học cơ sở, trung học phổ thông khối quận, huyện, thị xã, chạy 3.500m nữ lao động sản xuất và vũ trang và chạy 5.250m nam lao động sản xuất và vũ trang. Sau hơn 3 giờ diễn ra tranh tài sôi nổi quyết liệt, chung kết giải chạy Báo Hà Nội Mới đảm bảo an toàn, chất lượng, khẳng định uy tín của giải ngày một tăng lên, hấp dẫn hơn. Bản tin tối của Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Quốc Oai đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.